Đấy, sáng nay được có hai con hươu nha. Đấy, đường cắn nhau. Đấy. Chưa từ chỗ chưa từ. Khóc khóc mà. Ta đi tiếp. Đấy, đấy, sáng nay hai con nè. Đấy. Đấy. Dính được hai con trồng hương nè. Về chưa các bác ạ? Ngày nào cũng hai con nhá. Khu này nhiều trồng hương lắm nhá. Đấy thì sẵn đó. Đấy, đấy. Đi xem nào, đi xem nào. Sao mà con này nó kêu to thế nhỉ? Như con mèo á. Được mấy con sóc nữa nhá. Được một con trùng hơi nữa nhá. Nó trùng gì khác à? Đi nào, đi xem nào. Vậy thứ nhất, đừng vào trong bao đây. Đây, chào mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình để xem video tiếp theo nhá. Vậy thôi nhá.